Có bạn hỏi thầy, tại sao 0,3 lại bằng 3/10? Chúng ta đừng cười bạn. Bọn con hỏi là bởi vì bọn con không biết. Và thầy biết thì thầy sẽ cố gắng trả lời cho bọn con. Còn chúng ta cũng đừng cười bạn với những câu hỏi như thế này. Chúng ta cũng như bạn thôi, có những điều mà chúng ta không biết. Và không biết thì chúng ta phải đi hỏi. Chúng ta không thể nào mà biết được tất cả mọi thứ ở trên đời này. Mặc dù chúng ta có thể biết nhiều hơn bạn một chút, nhưng chúng ta sẽ lại biết ít hơn người khác. Vậy bây giờ mình cười bạn, thế người khác lại cười chúng ta. 0,3 thì thầy hiểu nó là 0,3 phần 1. Phần 1 tức là chia 1 đấy. 0,3 chia 1 thì bằng chính nó mà. Thế sau đó thì thầy mới nhân cái 0,3 ở trên tử này với 10. Dưới mẫu thầy cũng nhân 1 với 10. Một phân số mà thầy nhân cả tử và mẫu với cùng một số thì giá trị của phân số không thay đổi. Cái số mà thầy nhân thêm là số khác không. Rồi 0,3 nhân 10 thì nó ra 3. Và dưới mẫu là 10. Còn việc mà 0,3 nhân 10 thì chúng ta có thể là hiểu theo kiểu nhân nhẩm. Bởi vì nhân với 10 mà, thì mình dịch dấu phẩy sang bên phải một chữ số, bởi vì nó là 10 thì nó bằng 3. Còn nếu không thì chúng ta lại đặt 0,3 chúng ta nhân với 10 như thế này, đặt cột dọc. Thì 0 nhân 3 là 0, 0 nhân 0 là 0, 1 nhân 3 là 3, 1 nhân 0 là 0. Chúng ta sẽ viết xuống đây là 0, 3, 0. Nhưng mà chúng ta có một chữ số sau dấu phẩy, vậy thì mình sẽ phẩy vào đây. Vậy kết quả nó là 3,0 và nó chính là bằng 3. Được chưa nào? Rồi cách giải thích số 2 đó là gì? Đó là 3/10 thì được hiểu là 3/10. Và 3/10 thì mình có thể đặt cột dọc như thế này mà. 3 không chia được 10 thì mình phải viết 0, rồi mình viết dấu phẩy, rồi mình thêm 0 vào đây. 30 chia 10 được 3. Như vậy là 3/10 bằng 0,3. Như vậy cái này bằng 0,3.